Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mưa tại khu vực miền Trung khiến cho nhiệt độ ở đây giảm. Những cơn mưa xuất hiện không chỉ giúp giảm nguy cơ cháy rừng mà còn giải nhiệt cho miền Trung sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Đêm nay và ngày mai, mưa tập trung ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Mặt tích cực là giải nhiệt, thế nhưng xin lưu ý là sau đợt nắng nóng, mưa xuống, bầu không khí bị xáo trộn mạnh, trời mưa sẽ kèm theo sấm sét và dông lốc. Trong khi đó, nhờ có gió đông bắc thổi nên miền Bắc về đêm trời mát mẻ, có nơi se lạnh, nên nhiệt giảm xuống còn từ 20 đến 25 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau buổi sáng nắng ráo thì đêm nay mưa diễn ra ở nhiều tỉnh thành, có điểm mưa to trên 70 mm. Đề phòng ngập úng tại cả khu vực đô thị. Mưa dông ở khu vực này là do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh lên. Với hình thái thời tiết này, thường xuất hiện cả hiện tượng sét hay là gió giật mạnh. Trên biển, hiện nay cơn bão có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Cơn bão này có khả năng di chuyển vào Biển Đông vào ngày 31 tháng 8. Ngày mai, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Phía bắc Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Với cấp gió này, tàu thuyền có công suất nhỏ ở khu vực ven bờ hay thuyền thúng có thể bị ảnh hưởng. Do vậy, ngư dân nên cân nhắc khi ra khơi. Còn bây giờ xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%. Khu vực miền núi, nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 94%. Phần nhiệt độ cả vùng trong tỉnh ngay sau đây sẽ khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.